câu chuyện của chúng ta xoay quanh nhóm thám tử aksi họ là những người phụ trách việc chiến đấu chống lại những vũ khí nguy hiểm nằm ngoài khả năng của cảnh sát và ta gặp hanasaki cậu là một thành viên của hội thám tử và đang trên đường đi xử lý một con robot chẳng hiểu từ đâu rơi xuống giữa thành phố con cú này được điều khiển bởi một cô gái là nozo cả hai đã mò đường đến nơi chỉ định nếu không thì lại phải tạm biệt tiền thủ lao cô sau đó cũng hách vào hệ thống của tòa nhà này để giúp chủ hội là aksi tiến vào anh chĩa súng vào đầu một tên nhân viên vì kẻ này chính là thủ phạm và là một tên tội phạm nguy hiểm có 12 khuôn mặt. Biết bản thân bị lộ nên 12 đã bỏ trốn và bỏ lại một khuôn mặt giả của mình, còn Hanasaki cứ tưởng là sẽ phải đi chiến đấu nhưng nhiệm vụ thật của cậu là đi tìm chó lạc. Akechi đã hỏi tài xế của mình là Inoe về những lối mà tên 12 có thể chạy được, còn Hanasaki do đuổi theo con chó đến một khu nhà đổ nát và tại đây cậu gặp được Kobayashi, một thanh niên có năng lực gần như bất tử. Con chó vì lao vào cậu ta mà chết một cách oan uổng. Cô Iasi đã quá sợ hãi mà chạy đi, cậu ta sợ chính bản thân nên luôn tìm cách để chết đi nhưng toàn bất thành. Chiều đó, Inoe nhờ Nozo thông báo đến Hanasaki là không cần phải đưa con chó về. Cậu đã không nghe gọi mà vẫn mang xác chó về thì tổ chức đã đưa một con chó khác đến cho người ủy thác khiến cậu vô cùng đau lòng khi chẳng thể làm được gì. Cậu quay lại khu nhà tìm Kobayashi và cậu ta lại chạy đi vì không muốn ai đến gần. Kobayashi đã nhảy ra khỏi tòa nhà và rơi thẳng xuống nhưng chẳng sao. Hanasaki cũng nhảy theo và bắn dây móc để đu xuống, móc chật nên cậu mở đồ cứu hộ ra và rơi xuống. Kobayashi lại chạy nên cả hai đuổi nhau đi khắp khu phố. Nhảy xuống nước thì ta có thể thấy Kobayashi có một lớp bảo vệ bên ngoài, nhưng càng cố chạy thì Hanasaki càng đuổi theo. Tối đến thì Kobayashi đã mệt nên mới chịu ngồi yên. Hanasaki đã mua nước mời cậu ta nhưng chai nước ngay lập tức bị cắt đôi khi vào tầm của lớp bảo vệ hanasaki thấy năng lực này khá tuyệt vì nó gần như bất tử nhưng kobayashi chỉ muốn chết đi vì chẳng thể tiếp xúc được với ai đang trò chuyện thì đột nhiên hanasaki nhớ ra gì đó nên bỏ về mà bỏ quên đồ ở lại cậu muốn đi giúp đỡ cả nhóm giải quyết vụ robot hồi chiều vì đột nhiên công ty chế tạo nó bị bốc cháy hanasaki tìm đến để cứu người còn kobayashi thì tìm đến để trả đồ hanasaki vì cứu người nên bị cả cột thép đè lên kobayashi vào trong tìm thì người được hanasaki giúp đỡ cầu cứu Cậu ta chẳng thể làm gì nhưng Hanasaki đã tỉnh dậy và cùng ông ta đẩy cột thép lên và thoát ra. Ông ta chửi rủa Kobayashi là đồ quái vật nhưng cậu ta cũng chẳng thể chết đi cho vừa lòng ông ta. Hanasaki muốn ông ta im lặng nếu không cậu bỏ ông ta lại đây luôn. Hanasaki sau đó đã tận dụng năng lực của Kobayashi để tạo ra lối thoát. Cậu đã mời Kobayashi vào hội thám tử và giúp cậu bảo vệ thế giới này và ngày nào đó cậu sẽ giúp Kobayashi thực hiện ước nguyện được chết. Lý do cậu chắc chắn là vì vụ nổ từ nhà máy đã gây ra một vết thương cho Kobayashi đang định tiến đến thì Hanasaki bị đẩy ra. Inoue tìm đến và chĩa súng vào Kobayashi vì xem cậu là mối nguy hại. Nhưng đột nhiên sức mạnh của cậu ta bộc phát to hơn và đẩy cả Inoue đi cũng như cắt đôi súng của anh ta. Akeshi trong lúc đó đã nhận thù lao từ Nao, cô là một thanh và tương lai sẽ là một ủy viên tiềm năng. Nao tự hỏi không biết mục đích của 12 là gì. Sáng hôm đó, Kobayashi lại bỏ chạy vì đêm qua đã lỡ làm Inoue suýt bị thương. Nhưng vì mặc cảm tội lỗi nên cậu đã bỏ chạy. Sáng hôm đó, có một nữ khách hàng đã đến giao ủy thác cho hội Akesi. Nhưng Akesi thì đang bận hát kara nên Inoue đã nhận thay. Ủy thác là cô gái đây muốn họ theo dõi bạn trai cô vì cô tìm thấy một mớ thư đe dọa mà bạn trai mình viết nên cô. Muốn họ vừa theo dõi và vừa tìm ra người phải nhận số thư này Hanasaki sau đó đã bắt đầu công việc giám sát. Inoue muốn biết đối tượng có gì khả nghi hay không thì Hanasaki phải xuống mua thử và giả làm khách thì mới biết, cậu đặt hàng nhưng đến khúc trả tiền thì nhận ra ví đã mất tích. Người xung quanh cũng thông cảm nên muốn cho cậu ít đồng nhưng cậu không nhận mà bỏ đi. Nozo đã tìm được ví của cậu vì có cài định vị trên đó, người đang cầm là Kobayashi. Cậu ta đang đói nên đã cầm ví đi mua đồ ăn. Akechi có nghe chuyện nên hẳn cũng đoán ra là Kobayashi đang giữ. Anh ta muốn biết là Hanasaki có chắc là muốn giúp Kobayashi hay không. Hanasaki không muốn để sức mạnh của Kobayashi bị bỏ phí nên rất muốn giúp có điều chỉ lý lẽ không thì chẳng thể cứu được ai. Kobayashi thì vừa mua được mì về nhưng lại chẳng thể nào ăn. Hanasaki tìm đến và muốn cậu ta tham gia hội đổ lại thì cậu sẽ cho Kobayashi ăn và ngày nào đó thì có thể giúp cậu ta thực hiện mong muốn. Nozo gọi đến báo là mục tiêu đã di chuyển nên cậu đành phải bám theo. Kobayashi dù không muốn lắm nhưng rồi vẫn bị thuyết phục đi theo. Akechi lúc này tìm được một điều kỳ lạ. Đó là trong mớ thư đe dọa này có mùi dầu ăn rẻ tiền. Lý do cũng khá đơn giản là vì người này làm ở tiệm mì. Nhưng nếu không muốn để ai phát hiện thì lý do gì lại dán mấy cái tên ở quán lên. Và cũng lý do gì mà một cô gái chăm chút về ngoại hình lại đi làm quen với một người làm ở tiệm sử dụng dầu giá rẻ hanasaki thắc mắc tại sao kobayashi không thử chết đói nhưng năng lực của cậu ta sẽ ép cậu ta phải ăn mấy thứ kinh tởm nếu cậu ta tuyệt thực cả hai đã đến nơi mục tiêu vừa vào nhưng hanasaki bị bảo vệ chặn lại nên inoe buộc phải đến giúp anh vẫn phải ngồi xe lăn vì chân anh từng gặp chấn thương và giờ không thể đi lại kobayashi lại trốn đi do ngửi được mùi đồ ăn và đến ngay căn phòng mà mục tiêu vừa bỏ thuốc vào trong đồ ăn kobayashi cứ thế bốc ăn ào ào và thậm chí còn bỏ túi mang về Hanasaki tìm đến thì cậu ta đã lỡ uống luôn nồi canh vừa bị bỏ thuốc, nhưng năng lực đã bọc số thuốc lại và ép cậu ta phun ra, mấy người kia cùng mục tiêu tiến vào trong và Hanasaki đã nói thẳng ra việc anh ta bỏ thuốc, nhưng anh ta đâu có làm việc đó, anh ta chỉ muốn vị tiến sĩ ở buổi họp báo này uống thử loại nước tinh khiết đây và giúp nó được công bố rộng rãi hơn, nhưng Hanasaki nhận thấy điều bất thường vì lúc nãy cậu có nghe thấy tiếng giống như lúc Kobayashi cô phá máy bán hàng và khi Inoe gọi đến cho cô bạn gái thì tiếng đó lại phát ra nên cậu biết cô bạn gái cũng đang ở đây. Inoe cho mục tiêu biết hung thủ chính là bạn gái anh ta và cô ta đang cố đổ lỗi cho anh. Anh ta không tin nên lấy nước uống thử và rồi bị sùi bọt mép ra đấy. Hanasaki nhanh chóng chạy đến chỗ của ông tiến sĩ nhưng kẹt lại ngoài cửa nên Kobayashi đã phá cửa giúp. Hanasaki nhanh chóng đuổi và bắt được thủ phạm thật sự và cho rằng một mạng người vừa mất chỉ vì cô ta. Người bạn trai quá tốt bụng và chịu khó và hoàn toàn không xứng với cô ta. Hanasaki sau đó lại tiếp tục mùi chảy Kobayashi vào hội. Cậu ta lại một lần nữa bị thương nên cho rằng ở cạnh Hanasaki sẽ giúp cậu được chết một ngày nào đó. Tối đến, Hanasaki tìm đến Akechi và muốn anh cho phép bản thân đặt ra một cuộc đua để là cậu sẽ giúp Kobayashi chết hay là giúp cậu ta muốn sống trước. Sáng hôm sau, Kobayashi được đưa đến hội và Hanasaki đã đo được là chỉ cần giữ khoảng cách nửa mét là không sao. Nhưng Inoe và Nozo đều không đồng tính nên Kobayashi dỗi mà chạy đi. Akeshi đến và suýt thì dính đòn. Anh chấp nhận cho Kobayashi vào nhưng phải nhớ lấy năm luật. Một là sống chết là trách nhiệm của mỗi người. Hai, đừng gọi anh là sensei. Ba, không để cảm xúc chi phối. Bốn, cấm cãi lệnh và cuối cùng anh chính là luật ở đây. Sau đó thì khách hàng đến và bà lão đây muốn họ tìm con trai bà vì anh ta đã mất tích được hơn ba ngày. Hanasaki thắc mắc sao bà không gọi cảnh sát nhưng bà không muốn việc con bà là một vận động viên trèo thuyền nhưng giờ lại thật nghiệp chồng thì đau ốm nhưng được cái là bà có tiền để trả trước đột nhiên cô Baiyashi hỏi sao bà không chết đi vì đau khổ đến vậy lúc đi làm Ino càng phản đối hơn việc cho cô Baiyashi gia nhập vì cậu ta quá thô lỗ và không biết cách ăn nói cả bọn sau đó đi gặp thanh tra Nao vì cô cũng muốn ủy thác cho họ đi tìm một ông tiến sĩ cũng bị mất tích sau khi đưa hình và hẹn ủy thác thì cả hai đã ra về và nhóm Hanasaki giờ mới bắt đầu làm việc Cả bọn đi tìm thông tin quanh khu phố còn cô thì nấp trong hẻm vì sợ gây ra đại họa. Lúc về xe cậu ta vô tình trượt ngã làm trong xe bị loạt lên nên bị Inoue đuổi đi. Hanasaki chạy theo thuyết phục thì vẫn cố lấy lời hứa ra để níu cậu ở lại. Cả hai phát hiện mấy người vô gia cư ở gần đó nên cố dò hỏi thì bị chửi rồi đuổi đi. Nhưng có một người đã cho họ thông tin về một tổ chức sẵn sàng nuôi những người vô gia cư nếu họ qua được bài kiểm tra thể chất. Nozo đã thử điều tra và nơi đó quá khả nghi. Họ tìm đến tổ chức kia và muốn biết thông tin về con trai của bà lão nhưng họ giữ kín thông tin khách hàng nên không thể tiết lộ. Cả ba bị đuổi ra ngoài nên Hanasaki định để Kobayashi phá cửa. Inoue bác bỏ ý kiến đó và muốn Hanasaki trèo lên trên kia. Kobayashi cũng được kéo lên và cả hai đã đi tìm thì thấy nơi này khá giống một tiệm nét cà phê. Kobayashi lỡ làm hỏng cửa nên cả hai vào trong hỏi thăm. Nhưng ông chú này lại hoảng sợ và gọi bảo vệ nên cả hai đã may mắn được một ông chú tốt bụng giúp đỡ. Hanasaki tiện hỏi thăm thử thì được cho biết là nếu mới mất tích 3 ngày thì hẳn là đang còn trong bài kiểm tra. Cả hai tiếp tục chạy đi và Kobayashi tự hỏi tại sao mấy người đó cảm thấy khổ sở thì sao không chết đi cho thoải mái. Đột nhiên Hanasaki nhìn thấy ông chú ban nãy bị đưa đi đâu đó nên đã kháng lệnh từ Inoe mà đuổi theo, cả hai mò theo thang máy và phát hiện bí mật kinh hoàng ở đây. Những người này sau khi được cho tận hưởng sự thoải mái thì sẽ bị đem đi để lấy nội tạng và ông tiến sĩ mà thanh tra nao nhờ họ tím lại là một kẻ tiếp tay cho tổ chức này. Đúng là đời mà, làm gì có thứ nào ngon ăn đến vậy cơ chứ. Cả hai bị bao vây nhưng Hanasaki đã ném đi phi tiêu để nó mở cửa mái cho con cú của Nozo vào trong và chiếu những gì ở đây cho mấy tên nhịt dưới kia thấy. Cảnh sát cũng nhanh chóng đến đây nên họ gần như đã thua hoàn toàn. Lúc hội nhịt chạy ra thì Inoe cũng đã tóm được mục tiêu và hoàn thành luôn ủy thác. Lúc trở về, Inoe tiếp tục phàn nàn về việc Kobayashi rất nguy hiểm. Nhưng Akesi cho rằng tất cả họ đều phạm luật nên lấy quyền gì ra đuổi Kobayashi. Trong lúc đó, 12 lại đổi khuôn mặt và đã sẵn sàng để chuẩn bị chơi một ván mới với Akesi vài ngày sau. Nào lúc đang cùng cấp dưới đi tuần tra thì bất ngờ thấy một vụ tai nạn của một xe cảnh sát. Người cảnh sát trong này có mang theo một cuộn phim với lời nhắn là gửi đến Akesi. Hanasaki hôm nay đã quay lại trường để nhờ cậu bạn là Tomo đây giúp cải tiến chiếc phi tiêu. Một người nữa là Iyama cũng đến ngay sau đó và nhìn cậu ta khiến Hanasaki nhớ tới Kobayashi vì kiểu cũng hay cằn nhằn. Đột nhiên Kobayashi gọi đến và hỏi cách phá cái định vị trên vòng đi vì tại nó mà Akeshi lại tìm tới cậu ta. Hanasaki hỏi Akeshi vấn đề gì thì biết là có ủy thác nhưng cậu không được tham gia vì cậu phải đến trường mỗi tháng một lần. Anh ta sẽ nói cậu biết chi tiết ngay khi cậu học xong. Akeshi đã gọi Kobayashi đi theo và cấm hỏi han. Nao cho biết nếu cậu không nghe theo thì cô sẽ cho cảnh sát phong tỏa khu này và cấm cậu vào đây. Lúc trở về Nao đưa ra cuốn phim cho Aki -E xem. Vừa mở phim lên thì đập vào mắt là cảnh một anh cảnh sát đã bị hắn bắt và hắn ra một trò chơi với Aki. -E. Nếu tìm được anh cảnh sát thì Aki -E thắng. Không tìm được trước giờ hẹn thì anh cảnh sát đời đi. Aki -E biết tên 12 có nguyên tắc là không giết người. Hắn đã dự đoán nên trả lời trong phim luôn là sẽ để anh cảnh sát gặp tai nạn chứ không trực tiếp giết anh ta vì nguyên tắc không yêu cầu hắn phải cứu người. Đoạn phim sau đó cũng phát nổ khiến Nao mất bình tĩnh vì không thể xem lại để quan sát nơi anh cảnh sát đang bị giam giữ. Cô thể sẽ đánh bại 12 nhưng Aketi từ chối tham gia vì anh không có hứng thú với 12. Nhưng anh sẵn sàng đồng ý nếu cô bay cũng theo vụ này. Cậu ta không thích vì sinh mạng con người đối với cậu ta chẳng là gì vì người thi ở đâu chẳng có. Vậy mà Akeshi lại chấp thuận theo với điều kiện là nếu Kobayashi và Inoue có thể làm tốt vụ này với nhau thì anh sẽ mua bất cứ thứ gì mà Kobayashi muốn ăn. Nghe vậy thì cậu liền bị dụ. Hanasaki chờ mãi mà vẫn còn 3 tiếng nữa thì mới về được. Trong lúc đó, Nozo cố khôi phục lại hình ảnh nhưng gần như vô vọng. Inoue thắc mắc là anh cảnh sát khi có vấn đề gì về mắt hay không vì thấy mắt cứ giật giật. Khi nghe không thì anh nhận ra đó là mã mò. Dựa vào lời nhắn thì anh đã tìm ra được những chi tiết là bên ngoài và xả nước. Họ đã ngay lập tức đi tìm và Akeshi -E rất tự tin vào trí nhớ của inoe Cặp đôi nước với lửa sau đó đã cùng nhau xuống cống ngầm thì và inoe không tin việc 12 lại để anh cảnh sát gửi tin đi dễ như vậy. Cả hai tiếp tục tiến vào trong và Kobayashi biết rõ đường dưới này còn hơn là mớ thông tin mạng mà inoe kiếm được vì cậu thường xuyên chui rúc xuống đây để làng tránh con người. Cả hai phát hiện có kẻ đi đến nên inoe lấy ô tàng hình ra để trốn. Nhưng một tên vô tình ném tàn thuốc về phía Kobayashi khiến năng lực cậu phản ứng lại và cả hai bị lộ. Inoe bị đánh gục còn Kobayashi thì chẳng làm gì. Chúng nhốt cả hai ở trong căn phóng đấy và bỏ đi. Hanasaki còn một tiết nữa mới hết nhưng vì nghe tin nhóm Inoe bị mất liên lạc nên định bỏ về. Giữa đường cậu gặp lại Katsu, một người bạn của Inoe và cũng từng làm trong hội thám tử. Cậu cố tám chuyện với anh ta nhưng Katsu chỉ yêu cầu cậu hãy nghe lời Akechi và tiếp tục buổi học. Trong lúc đó, Inoe đã tỉnh và muốn cô bay ra si phá cửa. Cậu húc húc mấy phát thì cửa chỉ nứt nên ngồi nghỉ một lúc. Cậu muốn Inoe bớt lải nhải và gọi anh là đồ vô dung. Đột nhiên nước bắt đầu chảy vào nên cậu đành phải nhanh hơn trong việc phá cửa. Akeshi thì đã tìm đến người cảnh sát bị thương kia và khóa cửa để ngăn nao vào trong. Anh muốn tên này khai ra vì dựa vào những chi tiết anh có thì Akeshi nhận ra tên này đã biết trước vụ tai nạn nên mặt mới lành lặn như này. Cộng thêm cuộn băng vẫn được anh ta ngậm trong miệng dù tai nạn xảy ra đến mức đó thì chỉ có thể anh ta là đồng lõa. Bị bắt thóp nên tên này cũng nói thẳng là Aketi sẽ không bao giờ tóm được 12, Kobayashi thì cố mãi vẫn chưa húc bể được cửa. Trong khi nước đã dâng đến gần cổ Inoue, còn Hanasaki thì vui sướng khi vừa đúng lúc hết giờ, nhưng lúc này cũng chỉ còn một tiếng trước hạn chót mà 12 đưa ra, trong lúc đó. Akechi đã moi được thông tin rằng lần 12 xâm nhập vào công ty máy móc kia thì hắn đã có cũng đi sơ đồ về hệ thống. Cống ngầm và nói dễ hiểu cho Hanasaki biết là 12 đang cố xả đẩy nước ở dưới cống ngầm và đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nozo sẽ tốn 20 phút để nối lại hệ thống liên lạc, nên việc của Hanasaki giờ là giải cứu con tin. Cậu vô tình gặp lại Katsu nhưng anh từ chối giúp đỡ. Phải đến khi nghe Inoe đang gặp chuyện thì anh ta mới theo, trong lúc đó. Inoe muốn Kobayashi trốn đi qua đường thoát nước kia còn anh sẽ cố trèo lên bằng dây móc nhưng tỷ lệ là rất thấp. Kobayashi không chần chứ mà đi luôn. Inoe chật vật một hồi thì lại rơi xuống. Anh nhớ về thời gian trước đây. Lúc còn làm việc chung với Katsu thì trong một lần Katsu đã cố ngăn Inoe lao vào nguy hiểm nhưng anh đã đẩy Katsu ra mà cứ thế lao vào cứu người. Anh đánh bay súng tên thủ phạm và cứu lấy con tin. Nhưng khi Katsu chạy đến thì anh đã khiến tên kia bắn lệch và làm thùng hàng trên đầu rơi xuống. Inoe vì cứu người mà bị chấn thương và sau đó thì không thể đi lại. Theo chẩn đoán thì việc này là do chấn thương tâm lý của Inoe chứ chân anh đã hoàn toàn lành lặn. Inoe cũng bỏ luôn đam mê chơi quần vợt với Katsu, không thể nhìn bạn mình như thế này nên Katsu đã trả lại phù hiệu mà ra đi. Hanasaki và Katsu thì đã tiến xuống đường ống ngầm và tìm thấy Kobayashi chui lên từ phía dưới. Cậu ta muốn cả hai đi nói cho Akeshi biết bản đồ nơi này là giả nhưng giờ không còn thời gian nên Hanasaki đã có cách Inoe lúc này đã sắp buông xuôi thì Katsu đã đến mở hầm ra và cứu anh. Một phần cũng là nhờ Nozo, Inoe đã ổn nên Hanasaki lấy mớ máy bay mini mà cậu bạn Tomo làm ra để cho Nozo điều khiển. Cô bắt đầu vẽ lại được bản đồ mới và Akeshi cùng Hanasaki nhanh chóng đi theo chỉ dẫn từ Inoe. Anh đã kết hợp cả bản đồ giả lẫn bản đồ thật để chỉ đường thay vì ngồi chờ bản đồ được tải xong. Cả hai thành công đến được chỗ của 12 nhưng tên này không dễ chịu thua nên đã xả nước và lên xe nước bỏ chạy cùng con tin. Akechi nhanh chóng đuổi theo và muốn Hanasaki nhắm dây móc cho chuẩn. Đột nhiên Kobayashi nằm nghỉ mà lăn ra giữa đường khiến một xe đi trước đâm chúng mà phát nổ. 12 và Akechi buộc phải dừng nên Hanasaki tranh thủ cứu người. Hắn ta lần đầu biết đến sự có mặt của Kobayashi nên đành nhận thua mà rút lui. Họ sau đó đã đi giải cứu nốt những cảnh sát đang bị lạc để còn mau mau nhận tiền từ nào. Nhiệm vụ hoàn thành. Tên cảnh sát trong bệnh viện đã bỏ trốn. Inoe thì quyết định tập đi lại để không muốn bị Kobayashi gọi là đồ vô dụng một lần nào nữa. Cậu ta lúc này đang ngồi nhâm nhi mớ bánh mà Akeshi mua cho và cho rằng việc bản thân cứu Inoe là vì mớ bánh này không hơn không kém. Vài ngày sau, Hanasaki do chán nên đi kiếm chuyện chơi với Kobayashi. Cậu ta muốn Kobayashi nhảy từ trên xuống nhưng có làm bao nhiêu thì kết quả vẫn vậy. Cậu ta cho rằng Hanasaki không hề nghiêm túc giúp đỡ cậu ta chết mà chỉ đang làm chuyện thừa thái. Đột nhiên cậu ta nảy ra một ý tưởng là muốn Kobayashi cùng bản thân đi nhận nhiệm vụ giúp đỡ người khác vì mỗi lần sau một vụ án là Kobayashi đều bị thương vì cứu ai đó. Cậu đã gọi đến cho Inoue để nhận mấy cái nhiệm vụ mà Akechi đã bỏ đi. Việc đầu tiên là đi in 3D một chiếc bình. Cậu tìm đến nhà Nozo và nhờ cô tự làm cho chắc. Xong việc thì cả hai mò đến câu lạc bộ trưởng để Hanasaki nhờ Tomo sửa lại máy nghe nhạc cho khách. Hai thanh niên cũng rảnh nên cầm phi tiêu ném vào Kobayashi chơi. Cậu sau đó đến thư viện để kia Inoue vài câu và anh ta muốn cậu tự làm thay vì nhờ và người khác giúp đỡ. Cả hai sau đó đã đi trả nhiệm vụ. Về chiếc máy nghe nhạc thì do thêm vào chức năng phụ nên bị từ chối trả tiền. In Bình thì bị bà chủ nhà phát hiện nên chửi con dâu um sùm lên và cũng không được tiền. Đi nhổ cỏ thì trượt chân làm bay màu cây nhà người ta trông trẻ cũng chẳng nổi được nhờ mở hộ cái kết thì cô bay cho nó đi luôn cả miếng và hư hỏng luôn cả đồ bên trong còn việc cuối là điều tra ngoại tình thấy trời sắp mưa khiến cô bay jasi khó chịu vì nơi cậu ở sẽ bị rột và cậu chẳng thể ngủ ở đâu ngoài chỗ tòa nhà kia lúc đi điều tra cả hai thấy mục tiêu và đối tượng cô ta đang ngoại tình nhưng cô bay lại chạy ra hỏi thẳng khiến kế hoạch đổ bể và thất bại toàn tập lúc ra về cả hai thấy hai đứa nhóc đang chơi máy bay thì nó rớt vào trong nhà máy đằng kia hanasaki đã vào lấy thì cậu nhóc lại cố điều khiển khiến máy bay rơi xuống sâu hơn và sắp rơi vào lò nung hanasaki lại nhảy xuống còn kobayashi thấy hơi lâu nên quyết định vào chung hanasaki đã sắp chạm tới thì cậu nhóc ngoài kia lại lỡ gạt vào điều khiển khiển máy bay lại bay tiếp và rơi thẳng vào lò nhưng ngay lập tức kobayashi đã lao đến và bắt lấy nó rồi được hanasaki kéo ra lúc trở về cả nhóm đã âm thầm tổ chức sinh nhật cho kobayashi vì cậu ta không nhớ rõ ngày nào nên hanasaki đã chọn luôn hôm nay Cậu đã đi đến gặp từng người là để âm thầm thông báo cho họ chuẩn bị và giữ Kobayashi ở ngoài. Họ cũng chuẩn chiếc hộp trên đu quay về căn cứ để Kobayashi có thể ở lại đây cho tiện. Họ sau đó đã ăn uống vui vẻ và ngủ lại luôn ở căn cứ. Vài ngày sau, cả bọn vẫn thắc mắc vì Akechi đã nghỉ liên tục nhiều ngày mà vẫn chưa thấy đến. Nao đã phải đến nhà tìm Akechi còn anh chỉ muốn nghỉ mãi mãi nếu có thể. Ta được xem một chút về quá khứ của Akechi. Anh từng giúp đỡ 12 khỏi mấy tên côn đồ nhưng 12 lại có vẻ khá kỳ lạ khi hoàn toàn không sợ chết. Akashi lại thích điểm đó nên đưa 12 về hội của anh. 12 nhận thấy Akashi rất thích cảm giác mạnh và muốn giúp anh có cảm giác đó vì Akashi đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của 12. Quay về thực tại, Hanasaki bị cha gọi về và ông để cậu làm mọi thứ cậu muốn miễn là đừng gây rắc rối. Ông sẽ đi công tác một tuần nên nếu cần gì thì liên lạc với người tên Akashi hanasaki sau đó đã chạy xuống chơi với kobayashi và cho biết người vừa rồi là bố nuôi của cậu và anh trai nhưng người anh đã dọn đi nên cậu trở thành con cả trong nhà trong lúc đó akesi đã nhớ lại về tội ác năm xưa của bản thân lúc anh còn chưa trưởng thành thì anh đã bắn chết một người người đó là akesi và anh đã ám ảnh anh đến mức anh đã đổi tên bản thân thành tên của ông ta đang ngồi ngẩn ra thì nao đánh thức akesi về thực tại Cô muốn Akechi nói ra chuyện giữa anh và 12 nhưng Akechi cứ cố giấu bằng được. Anh chỉ nói ra việc bản thân từng giết người và có đến hai người cha. Anh không nói thêm mà muốn cô cứ đi hẹn hò đi, vì móng tay thì được sơn, tóc thì được làm, đò ăn thì không đụng. Nao thấy bản thân đã phí thời gian với Akechi nên bỏ về. Anh thì bồi hồi nhớ lại lúc bản thân bị bố ruột bạo hành ngày này qua ngày khác và dấu vết bỏng từ những lần bị dí thuốc vần còn đây. Hanasaki sau đó đột nhiên bị Inoue gọi về vì trên mạng giờ lan tin Akechi là đồng minh bí ẩn đã giúp cảnh sát giải quyết mấy vụ gần đây. Akechi lại tiếp tục hồi tưởng và ta biết người cha thứ hai của anh là một vị thám tử tên Akechi, người đó đã giúp anh thoát khỏi địa ngục và nuôi dạy nên anh bây giờ. Nhưng anh lại là người tự tay bắn chết ông và rồi sau đó đã cố trốn chạy và đổi tên thành Akechi và bỏ mặc người cha ruột độc ác chết đi. Anh đã trốn khỏi Nhật và có một cuộc sống vui vẻ với 12 vào thời đó. 12 tuyên bố bản thân sẽ trở thành cảm giác mạnh mà Akechi mong muốn. Nhưng càng ngày, 12 càng kỳ lạ hơn khi tuyên bố bản thân sẽ không giết ai nhưng vẫn sẽ trở thành thứ cảm giác mạnh mà Akechi theo đuổi và từ từ nhấn chìm anh trong sự tội lỗi sâu xa của anh. Akechi đã gác lại quá khứ và quyết định tiếp tục đi làm. Nhưng giữa đường thì đột nhiên truyền hình bị đổi sóng và một người đàn ông tuyên bố khu nhà Koro, nơi họ đang ở sẽ từ chối rời đi để phát triển đô thị vì họ không yêu cầu điều đó và quyết định sẽ tách khỏi Nhật Bản và trở thành một khu nhà riêng. Hanasaki kinh ngạc khi người đang tuyên bố đó lại là anh cậu. Haru, cậu nhanh chân chạy về căn cứ và muốn Akeshi cho phép tham gia vào vụ của anh trai. Nhưng ngay lúc này họ đang có khách nên Akeshi chưa cho Hanasaki nói. Đến khi khách về thì anh mới bỏ ra. Akeshi từ chối vì không có ai thuê thì anh không làm. Đấy là nguyên tắc. Cậu không muốn ngồi yên và chẳng làm gì thì Akeshi cho rằng họ không phải anh hùng. Còn nếu Hanasaki có ý định nhờ vả đến cảnh sát thì nghỉ làm thám tử luôn là vừa. Anh cấm Hanasaki ra khỏi nơi này nên cậu giận dõi bỏ lên sân thượng. Kobayashi lúc này vừa mới về thì bị Hanasaki làm lơ. Đột nhiên có kiện hàng gửi đến và trong đó là một ống tiết kiệm. Bên trong là một máy phát và 12 cho biết sân chơi của bản thân lúc này sẽ là khu nhà Koro. Nghe chuyện này thì Akeshi đã cho Kobayashi để mắt đến Hanasaki. Nhưng cậu lúc này đang bỏ trốn thì bị Kobayashi phát hiện. Cậu ta chẳng quan tâm và muốn theo vì cho rằng vụ này có thể đủ giết cậu ta, nhưng Hanasaki đã tự bỏ đi làm một mình. Inoue sau đó trách cậu ta vì để Hanasaki bỏ đi, nhưng luật đã cho là mạng ai nấy lo nên Inoue chẳng có quyền gì cản trở. Trong lúc đó, bên cảnh sát không tài nào liên lạc được với Nao và không biết cô đã đi đâu. Họ cũng phải lo đối phó với vụ tòa nhà Koro vì bên đó là một mối đe dọa thay vì chỉ ngồi yên chống đối. Gửi máy bay đến thám thính thì cũng bị bắn hạ, Hanasaki trong lúc chạy đi thì được người tên là Akashi kia gọi và người này đã nói gì đó khiến cậu phải nán lại. Sau khi hồi tưởng về anh trai một lúc thì Hanasaki đã đến nơi nhưng vừa định bước qua ranh giới thì Haru xuất hiện và tiêm thuốc khiến cậu ngất đi. Cậu nhớ lại việc anh trai rời đi chính là do cậu. Trước đây anh trai là một người xuất sắc còn cậu thì ngược lại nên suýt bị cha gửi lại về cô nhi viện, anh trai đã phải rời đi để cậu được ở lại. Cậu sau đó tỉnh dậy thì được anh trai dẫn đi tham quan và họ đã có phòng bị cho việc tách khỏi Nhật vì nơi này vừa tự nuôi trồng, vừa có điện từ pin mặt trời nên hoàn toàn có thể tự cung tự cấp. Tất cả đều có một tấm thể nhận diện và Haru cũng đã cho Hanasaki một cái. Akeshi lúc này vẫn chưa muốn đi tìm nhưng rồi anh nhớ về lúc Hanasaki còn nhỏ. Cậu đã dùng số tiền tiết kiệm để ủy thác cho Akeshi đi tìm anh trai nhưng anh ta không hứng thú. Dù vậy cậu vẫn ngồi lì đấy nên Akeshi đã phải đuổi cậu về. Trong lúc đó, Hanasaki được đưa đến gặp mẹ mới của Haru. Anh ta cho biết những người ở đây đều có một quá khứ đáng quên nên họ đều tề tựu về đây và anh sẽ bảo vệ họ để họ không quay lại cuộc sống trước kia. Còn về tác dụng của thể định danh là để những khẩu súng phòng thủ không kích hoạt. Nếu bước vào vùng màu vàng kia mà không có thể định danh sẽ bị bắt. Phát đầu là cảnh cáo còn phát sau là thật. Hanasaki trước đây đã từng được Akechi cứu khỏi côn đồ và được anh cho biết việc Haru rời đi là vì bảo vệ cho cậu nên cậu đã muốn Akechi chỉ dạy bản thân để cậu có thể tự đi tìm anh trai. Haru lúc này muốn em trai ở lại đây và tiếp tục làm gia đình, nhưng đến bây giờ thì Nao mới gọi về và Akechi cũng nhận được ủy thác nên kêu gọi tất cả đi lôi cổ Hanasaki về. Cả nhóm lên đường thì nhận thấy cảnh sát đã cố vào nhưng đều bất thành. Báo chí thì vây quanh mấy cây cầu buộc cảnh sát phải chia thêm người ra để cản họ cho nên giờ Akechi muốn vào thì phải nhờ đến cảnh sát giúp đỡ. Haru đã cho em trai biết bản thân lúc mới ra khỏi nhà thì nhận thấy có khi bản thân đã quyết định sai khi không có đồng nào trên người. Nhưng rồi người mẹ này đã đưa tay ra giúp anh nên anh quyết sẽ bảo vệ gia đình mới này bằng mọi giá. Hanasaki cho rằng việc này sẽ chẳng đi được xa nhưng Haru tin chắc sẽ có ai đó chìa tay ra giúp đỡ họ. Cảnh sát giờ mới liên lạc được với Nao nhưng cô đang trên đường đến hiện trường. Đúng lúc này thì bà mẹ kia gọi đến yêu cầu thương lượng. Bà ta muốn ba tỏi hoặc là chỉ cần đưa bà ta ít hơn và bà ta sẽ để họ xem nơi này là khủng bố để tự do xóa sổ. 12 cũng xuất hiện ngay chỗ bà ta và biết được âm mưu của bà là lợi dụng mấy người ở đây để kiếm tiền. Trong lúc đó, Aketi đã nhận ra được mớ súng bảo vệ trên nóc nhà và cho rằng chỉ cần ngắt điện là mọi thứ xong xuôi. Việc này được giao lại cho cô Baiyasi vì có vẻ cậu đang tìm kiếm cơ hội để chết hanasaki lúc này nhận thấy mọi việc có vẻ lạ nhưng anh trai không thèm quan tâm và cho rằng hẳn là cậu đã bị Akechi thao túng kobayashi đã được đưa đến trước danh giới và cậu ta chẳng thèm nghe Akechi dặn dò mà cứ thế tiến vào cậu chấp nguyên một đống súng xả vào mà chẳng có tí thương tích haru nghe tiếng động lớn nên nhanh chóng sắp xếp quân binh để đối phó nhưng hanasaki muốn biết lý do anh trai lại biết đến Akechi. Haru cho hay là sau khi anh ta đến đây thì Akechi -E có tìm đến và cho biết là Hanasaki đang đi tìm anh ta. Nhưng bà lão cho rằng Haru là con mình nên Akechi -E cấm anh ta đến gần Hanasaki vì anh không muốn cậu thấy Haru thảm hại đến nhường nào. Haru vẫn đang cố sắp xếp quân binh nhưng những người mà anh xem là gia đình đều lần lượt bỏ đi vì nơi này đã không còn an toàn. Kobayashi thì cũng đã xử lý xong vụ máy phát điện nên cả khu giờ hoàn toàn vô hại. Haru vẫn cố quay về tìm người mẹ giả tạo thì Akechi đứng ra cho anh thấy bà ta đang định bỏ trốn với đống tiền. Nhưng anh ta cho rằng Hanasaki đã dẫn người đến phá đi gia đình của anh ta nên rút súng bắn cậu. Akechi đã bắn trả thì Hanasaki chạy ra che chắn. Cậu quyết không để anh trai bị thương nhưng anh ta đã không còn lý trí mà tính bóp cò bắn cậu. Nao đã phải chạy đến bắn vào vai Haru rồi để cảnh sát bắt giữ bà kia. Hanasaki sau đó đã bị đưa đi thẩm vấn cậu vừa được thả ra thì liền đổ lỗi cho Akechi vì đã biết anh trai cậu ở đâu mà lại không nói. Nhưng từ đầu anh không hề nhận ủy thác từ cậu nên chẳng có nghĩa vụ gì phải nói. Cậu lao đến đòi tấn công Akechi nhưng với một kẻ đầy sơ hở như cậu thì anh chẳng cần động tay. Anh nhắc cậu nhớ về luật không để cảm xúc chi phối và để nào đưa cậu về. Anh cấm túc cậu không được đến trụ sở và làm thám tử một thời gian. Cậu cũng chẳng còn muốn làm cho Akechi nữa lúc được đưa về nhà cậu có hỏi ông quản gia rằng anh cậu đâu nhưng ông cho biết là cha cậu hạ lệnh là cả nhà giờ sẽ không còn dính líu đến haru nữa cậu muốn vùng lên thì ông cầu xin cậu cứ yên một vài ngày cho đến khi vụ việc này nguôi đi trong lúc hanasaki nằm một mình ở nhà thì aketi và kobayashi liên tiếp làm nhiều việc khác nhau dù làm bao nhiêu kobayashi vẫn chưa chết nên có hơi nản hanasaki đã tìm đến căn cứ thì nao nhắn đến là cảm ơn vì kobayashi đã giúp đang giận dỗi ra về thì nhóm kobayashi trở về Cậu ta đưa bánh cho Hanasaki cùng ăn nhưng cậu lại cho rằng Kobayashi đang tự mãn vì được khen là hữu dụng. Cậu ta bắt đầu buông lời nhạo báng Kobayashi là quái vật, nhưng Akechi cho rằng cậu chỉ là kẻ tổn thương lại đi tổn thương người khác. Quá giận dỗi nên cậu lại chạy đi, Kobayashi thì hoàn toàn chẳng cảm thấy gì sau mấy lời vừa rồi. Cậu ta đang chạy đi trong đêm thì bất ngờ gặp được 12. Hanasaki bị 12 tóm đi mà chẳng thể phản kháng. Sáng hôm sau. Inoue tìm đến Tomo để nhờ cậu ta sửa lại vài món đồ. Cậu ta đã thắc mắc Hanasaki đâu và cũng làm từ trước và còn cải tiến thêm. Chẳng hạn như chiếc ô ngụy trang này đã được cải tiến cho nhẹ hơn. Món kế tiếp là khí gây mê có thể điều chỉnh số lượng bằng nước. Kobayashi sau đó cũng tìm đến. Hanasaki thì vừa tỉnh dậy đã bị 12 đút cho một ly trà. Hắn cho cậu thấy hình ảnh của Haru giờ vẫn còn ổn vì Nao đã né đi điểm trí tử. Hanasaki đổ lỗi cho 12 khi hắn đã xúi dục anh cậu như vậy. Nhưng hắn chỉ đưa tay ra giúp đỡ anh cậu chứ chẳng hề hại gì anh ta, nhưng cậu cho rằng đó là việc xấu nên hắn đã cho Hanasaki nhìn thấy cậu đã làm những việc gì, cậu đã khiến cả tổ chức buôn nội tạng kia đóng cửa và hại chết hàng trăm trẻ em bị bệnh hiểm nghèo. Việc hy sinh nhưng tên nịt với những đứa trẻ còn cả tương lai sáng lạn thì liệu có đáng? Hắn cho rằng cậu cũng là người xấu dù cậu chẳng muốn nghe. Nhóm Akeshi lúc này thì đang nhận một nhiệm vụ mới ở một khách sạn bị bỏ hoang. 12 lúc này đã phát sóng cảnh cha cậu được phỏng vấn. Hắn muốn cậu nghe rằng cha cậu sẽ nói gì về cậu. Akechi cùng Kobayashi và Inoue đã tiến vào trong vì khách hàng nói nơi này có ma khi những người đến phá rỡ đều gặp tai nạn. Nhưng nhờ Kobayashi nên chẳng con ma nào ảnh hưởng được họ. Hanasaki lúc này cũng đã nghe cha đã nói gì. Ông cho rằng cậu là một người bận rộn và không có thời gian cho ông. 12 cho rằng người lớn chỉ toàn lũ dối trá và Hanasaki chỉ muốn có người quan tâm và khen ngợi cậu. Akesi lúc này đã quyết định cho Kobayashi tự khám phá một mình để đỡ việc cậu phải bảo vệ cho cả hai. Tai nạn thì cứ liên tục ập đến nhưng cậu ta chẳng hề bị tổn thương. 12 lúc này đã cho Hanasaki thấy vết sẹo mà Akesi tặng hắn. Vết sẹo từ chính khẩu súng này và hắn cho rằng Akesi chỉ đang đi tìm niềm vui và khi đã tìm được ở Kobayashi thì cậu sẽ bị vứt bỏ vì cậu chẳng biết gì về quá khứ của Akesi. Hắn sẵn sàng làm mọi thứ bất chấp hy sinh thứ gì miễn là khiến Akesi để ý. Nhưng hắn không đòi hỏi ai phải làm việc gì cho hắn mà hắn muốn biết Hanasaki ước điều gì. Trong lúc đó, Kobayashi đã tìm ra kẻ giả ma và đuổi được kẻ này ra khỏi tòa nhà. Akeshi dở ra thì biết đây chính là mẹ con đã ủy thác nhiệm vụ. Họ muốn lợi dụng Akeshi để gây tiếng tăm về việc nơi này có ma để người khác đến giúp việc phá rỡ nơi này do chi phí rất là cao. Vậy nhưng cô không cần lo nữa vì việc Kobayashi phá phách nãy giờ đã khiến cả tòa nhà bị phá sập, quay lại với Hanasaki hai đã đưa cậu một khẩu súng và muốn cậu tự quyết định bản thân muốn gì. Hắn cho rằng cậu không vùng lên thì mãi sẽ chỉ là đồ chơi cho Akeshi. Với một tên thiếu bình tĩnh như Hanasaki lúc này thì 12 chỉ cần kích động vài câu là đã khiến cậu ta tự đứng lên và rồi bắn liên tục vào hình của Akeshi. Hắn hỏi lại lần cuối rằng cậu muốn thứ gì và tự chĩa súng vào người hắn, nhưng Hanasaki không phải Akeshi nên sẽ không nổ súng. Kobayashi lúc này đã ra khỏi đống đổ nát và cùng hội Akeshi trở về nhưng vừa đến căn cứ thì ống tiết kiệm kia lại phát lên cảnh Hanasaki đang trở thành một con rối. Cha cậu cũng nhận được thứ tương tự và 12 đã dụ Akechi tìm đến hắn hoặc hắn sẽ tha hóa luôn Hanasaki. Có điều hắn đã làm xong điều đó và mọi thứ vừa xảy ra chỉ là do cậu diễn. Cậu sau đó đã đi theo 12 và nhảy khỏi máy bay theo hắn. Trong lúc đó, Akechi cũng quyết định đi một mình. Anh không cho ai đi theo vì quá nguy hiểm và anh cũng phần nào đoán ra được vị trí của 12. Cô Bayashi thì cứ mặc kệ mà muốn đi ngủ. Còn Hanasaki lúc này đã bám vào 12 vì hắn có dù và cùng hắn tiếp đất trên khu trung tâm thương mại mà chính cha cậu điều hành. Nozo lúc này đã gọi đến cho Katsu để nhờ giúp đỡ, dữ liệu cô đã gửi đến nên muốn anh ta đọc qua. Inoe thì vẫn quyết định cùng cả bọn đi theo Akeshi vì như luật đã nói, mạng ai nấy giữ, sẵn tiện nên Inoe cũng gọi cho Tomo để nhờ cậu ta làm nốt đồ nghề. Còn Hanasaki và 12 đã vào trong. 12 đã gọi cho cha của Hanasaki và muốn ông ta nghe theo lệnh và mở cửa phòng an ninh, vừa vào trong hắn, muốn ông đưa ra mã bảo vệ và rồi để cho Hanasaki kích hoạt cơ chế khẩn chấp nhằm tạo ra sân chơi cho họ. Hanasaki cũng không hiểu sao cha cậu lại làm vậy. Nhóm Inoue đã cùng nhau bám theo tín hiệu mà Akechi để lại nhưng họ chỉ tìm thấy một con mèo đang đeo chiếc vòng chứa định vị của chính akesi Anh họ nhận thấy Akechi đã đoán ra nước đi của họ, nhưng đúng lúc này thì Tomo phá khóa vào được nhà Nozo và giúp cô chỉ ra được nơi mà Hanasaki đang ở. Người trong trung tâm thương mại lúc này đều bị robot an ninh rượt đuổi và bắt lại. Akechi đã buộc phải đứng ra bảo vệ họ và phá bớt đi robot. Anh đưa cô gái đây một tấm danh thiếp của Nao và muốn cô ta khi ra được thì gọi đến cho Nao để cầu cứu. Akechi muốn 12 ra mặt vì anh biết hắn đã nhận ra anh đang ở đây. Robot nhanh chóng được cử đến để tấn công Akechi. Anh muốn 12 tự ra mặt mà giải quyết mâu thuẫn giữa cả hai chứ đừng kéo Hanasaki vào vụ này. Nào lúc này cũng nhận được điện thoại. Nhưng tín hiệu vì lý do gì đó đã bị cắt đứt. Nozo cũng mất liên lạc với nhóm Inoue. Cô đang suy nghĩ về việc cứu thế xông vào. Trong lúc đó, Akeshi vẫn cố gắng bỏ chạy và phản công lại. Nhưng đám robot vẫn quá đông và chiếc túi vũ khí cũng bị bắn bay mất. 12 cho rằng Hanasaki đang nhân nhượng nên sẽ mãi chỉ là kẻ bị trêu đùa hanasaki đã nghiêm túc và chuyển sang chế độ lái thủ công và cho akechi -E một cú anh nhanh chóng nhận ra vấn đề nên nhanh chóng rút lui anh bị dính một viên sượt qua tay anh chấp nhận chịu thua vì anh đã nhận ra hanasaki chính là người điều khiển do chính anh là người đã rèn luyện cậu cậu đành phải lộ mặt và akechi -E thừa nhận bản thân đã thua vì bếp hanasaki muốn đánh bại bản thân và cậu bị bắt quá dễ thì thật đáng ngờ anh đã dụ tên lửa từ hanasaki bắn vào chính phòng an ninh rồi nhảy lên đó anh ta cho rằng tính cách của cậu quá nóng vội nên chẳng thể nắm bắt tình hình xung quanh, luôn làm ẩu không suy nghĩ để rồi ân hận. Nhưng anh chấp nhận tha thứ và để Hanasaki trở về rồi mắng mỏ thì tính sau, nhưng 12 không để cả hai đi. Hắn chĩa súng vào Hanasaki và sút cậu ra một góc rồi nổ súng ngay sát đó khiến Aketi phải chĩa súng ngược lại. Hắn muốn anh bỏ xuống nếu không phát tiếp theo sẽ không hụt nữa hắn cho hanasaki biết cậu đã phản bội lại chính cha cậu và Akechi vì họ đều yêu thương cậu nên mới liều hết mình để cứu cậu mà cậu lại trà đạp lên nó đang bất lực thì kobayashi tìm đến cậu ta cứ vậy phá tường đi vào và không quá bất ngờ khi thấy mặt hanasaki cậu sau đó cứ thế vượt qua đám robot mà chẳng quan tâm phía sau có ai theo kịp hay không vì đơn giản là robot vừa chạm vào đã tan tành đạn hay tên lửa bắn bao nhiêu cũng không có tác dụng Hanasaki tự ý di chuyển thì bị 12 sút cho quay lại vị trí vì tất cả diễn viên hắn cần đều đã có mặt. Nozo lúc này dù cố ra sao vẫn chẳng thể xâm nhập hay kết nối lại. Tomo đã ra về và khuyên cô đừng cố gắng vô ích. Inoue và Katsu quyết định để phía tước cho cô Bayashi và đi cứu con tin. Nozo lúc này cũng đã gọi được cho Nao và thông báo cho cô về chuyện đã xảy ra. Cô Bayashi đã tiến sâu hơn nhưng chẳng nghe thấy tiếng phản hồi từ ai nên cho rằng Hanasaki đang lời cậu ta. Còn Inoe cùng Katsu đã lao thẳng vào làm mất tầm nhìn của robot còn Katsu thì lo việc áp sát và tấn công. Nhìn Inoe đi xe lăn như lao như một dân tổ chuyên nghiệp khiến câu duy nhất có thể nói lúc này là tàn nhưng không phế. Họ đã câu đủ thời gian cho con tin chạy trốn còn Kobayashi thì cũng đã tìm đến nơi cậu ta cho rằng nếu Hanasaki cứ thay đổi tâm tính và trông như một thằng nhạt nhẽo như vậy thì chết quách đi. 12 súng bắn một phát qua người Hanasaki và còn bắn một phát về phía để xem Kobayashi sẽ chọn ai. Inoe và Katsu thì cũng đã bị bao vây và cũng sắp không ổn đến nơi. 12 cho rằng cậu ta sẽ chẳng thể cứu được ai và vẫn là đồ yếu đuối, nhưng cậu ta chẳng thèm hiểu mà chỉ quan tâm việc Hanasaki muốn gì. Cậu ta chỉ im lặng nên 12 đã kích hoạt cho robot chuẩn bị bắn. Vậy nhưng đám robot lại nhảy cà tưng vì Nozo đã hách hết vào chúng. Người có công chính là Tomo do cậu ta đã giúp thông lại tín hiệu bị nghẽn. Cô sau đó chỉ việc cho chúng tự hủy. Aketi cũng tranh thủ sút bay súng của 12 và cho rằng vụ này đã kết thúc, nhưng tín hiệu một lần nữa bị tắc và toàn bộ con tin lại đứng ra chống lại họ do 12 đã thao túng họ từ đầu. Nhưng 12 cho Aketi cơ hội giải quyết toàn bộ việc này đó là phải giết Hanasaki. Vì cậu ta đã không còn là Hanasaki như trước đây, hắn đã sâu ra vết đạn do Aketi gây ra và đánh đố anh về việc hắn đã làm gì đó với Hanasaki hay chưa. Đột nhiên cậu đứng ra chắn phía trước 12 và cho rằng bản thân đúng là nên chết đi. Hắn còn chiếu lên hình của cha cậu và cho biết cha cậu đã gửi cho mẹ mới của Haru một số tiền để bà ta chăm sóc Haru thật tốt. Vì đơn giản là ông rất thương hai đứa con, mặc cảm tội lỗi của Hanasaki càng lớn khiến nước mắt cậu không ngừng rơi, cậu muốn Akechi hãy giết bản thân. Nhưng Kobayashi cho rằng đó là mong muốn của cậu ta và Hanasaki không có quyền gì cướp nó khỏi cậu ta. Cậu ta hỏi Akechi là bản thân cần làm gì thì chẳng có câu trả lời. Hanasaki đã tự đấm vỡ kính bên dưới và lấy một mảnh để dí vào cổ. Cậu quyết định sẽ tự mình làm và không cần ai giúp, cậu sau đó nhảy xuống thì Kobayashi nhảy theo, Aketsu cố chạy đến thì bị 12 sút đi. Ngay lúc hai cậu bạn vừa định chạm vào nhau thì năng lực lại đẩy cả hai ra xa nhau, Hanasaki rơi xuống nhưng lại tự mò lên bờ. Kobayashi đã dùng khí gây mê mà Tomo cải tiến để đổ vào nước và khiến cả tòa nhà này ngủ đi hết. 12 có mặt nạ dưỡng khí nên vẫn còn đứng vững trong khi Aketi đã sắp gục đến nơi. 12 đã rời đi và để mặc Aketi ở lại đấy. Hắn tìm đến và bày tỏ lòng ghen tị với món quà tuyệt vời mà cô mang đến. Nói XNNG thì hắn cũng lùi đi. Cảnh sát chiều đó mới kéo đến và ai này đều đã được cứu. 12 thì được một kẻ khác giả dạng để bị bắt nhằm giúp mấy vụ lùm xùm gần đây vớt đi. Cô đã tìm đến Hanasaki, Cậu ta cứ vậy mà quay đầu ra về và muốn Hanasaki ghi nhớ lời hứa mà nhanh giết cậu ta. Hanasaki đã quỳ xuống xin lỗi vì tội lỗi đã gây ra. Phần 1 đến đây là kết thúc, tạm biệt và hẹn gặp lại.